Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ giới thiệu các bạn ván cờ đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Quảng Tây Đại Địa Bôi năm 2011. Đây là trận so tài, bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lê khách vương thứ nhất, người cầm bên đen là xuyên tục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ吃 吃 吃
吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃
将军。将军。将军。吃。吃。将军。将军。将军。吃。将军。
吃。将军。将军。吃。将军。吃。将军。吃。Và từ hình cờ trên, sau phần cờ cho thu sai về đến từ bên đỏ của vương thì bên đen đến từ giành thủ Trịnh Duy Đồng. Cảm thấy đường công đến từ bên đỏ quá mạnh với xe pháo, đồng thời bên đen đã bị bẻ mất đôi sĩ và đối tượng. Giành thủ Trịnh Duy Đồng phải buông cờ xin thua trong hình cờ trên. Một ván cờ không cần chiếu hết mà bên đen đã phải buông cờ xin thua trước tài nghệ điều quân hơn người đến từ ngoại tinh lê khách vương thứ nhất. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.